Bán lẻ là một trong những lĩnh vực được đánh giá có sự thay đổi lớn khi Việt Nam gia nhập WTO. Các thương vụ mua bán, sáp nhập, áp lực cạnh tranh khi mở cửa đã làm thay đổi tư duy phát triển của cả ngành bán lẻ Việt Nam. Nếu mà có thể nói là mất gì thì có lẽ là cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ mất đi cái bán lẻ mà trước đây là 100% chỉ là bán lẻ truyền thống. Còn bây giờ là chúng ta có cả bán lẻ truyền thống và bán lẻ hiện đại. Thứ hai là mất đi đó là cái hình thức bán lẻ mà lạc hậu, manh mún và chưa đáp ứng được cái yêu cầu của người tiêu dùng để mà có thể phát triển. Còn được thì chúng ta thấy là được rất nhiều. Việc tham gia WTO không chỉ đánh dấu sự phát triển quan trọng của Việt Nam thông qua khung khổ hội nhập với kinh tế toàn cầu và thế giới, mà còn là nền tảng hướng tới sự phát triển kinh tế xã hội hiện đại, bền vững với những lợi thế so sánh nổi bật. Việt Nam là một ví dụ thành công về tiến trình hội nhập, mà ở đó Việt Nam đã khai thác được nhiều lợi thế so sánh. Lợi thế so sánh đó chính là chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động. Các ngành hàng mà Việt Nam chiếm ưu thế lần lượt là điện tử, dệt may và nông sản. Việt Nam phát triển nhiều nhờ mở rộng quan hệ, chính sách đổi mới. Việc mở cửa thị trường đã đem lại nhiều lợi ích, giúp các nước tìm được vị trí của mình trong nền kinh tế. Ở một góc độ khác, các chuyên gia kinh tế cho rằng sau 10 năm gia nhập WTO, tình hình được cải thiện, nhưng tỷ trọng của thâm hụt thương mại trên GDP và trên tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta vẫn còn cao. Tuy vậy, cái được rất quan trọng là Việt Nam đã có một quá trình hoàn thiện thể chế rất sâu đậm và khá nhanh chóng. Cho đến nay, chúng ta đã về cơ bản đã có những cái nền tảng pháp lý và thể chế mang tính thị trường cao và được 65 nước công nhận. Đây có thể nói như là một trong những cái dấu ấn của WTO. Bên cạnh nó, đó là cái việc thay đổi tư duy và định hình cái con đường của Việt Nam trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Không thay đổi, không đảo ngược. Đấy chính là cái dấu ấn của WTO. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cũng đã có được một cái hệ thống các cái doanh nghiệp chấp nhận cuộc chơi cạnh tranh trên thị trường của WTO. Theo tổng kết của Bộ Công Thương, kể từ khi trở thành thành viên của WTO, mức tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đều đạt từ 12 đến 14% một năm và chỉ có dấu hiệu giảm sút trong thời gian ngắn gần đây. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2016 cũng tăng gấp 3,5 lần so với năm 2006. Đây là những con số cho thấy khi tham gia vào WTO, nền kinh tế Việt Nam đã không bỏ lỡ những cơ hội có được từ sự kiện mang tính lịch sử này. Điều này khẳng định Việt Nam được nhiều hơn mất sau 10 năm gia nhập WTO.